Đây, ba tiếp tục cầm cái gôi quấn vào cái quan tài của hai bé. Chào mừng cô chú chị trở lại kênh YouTube của TV. Lời nói đầu tiên, tôi gửi lời chúc cô chú chị mình thân vương với nhau tâm ngày mới an lành và hạnh phúc. Hiện tại tôi đã có mặt tại tỉnh Bạc Liêu. Thì ngày hôm qua tôi đã đăng hai video nói về hai đứa trẻ, bé Đăng Khoa và bé Ngọc Anh thì bị té xong. Nói chung là hai đứa em thì ngôi nhà cũng gần giáp biển, rồi hai đứa thì cứ đi vòng khu vực nhà của ông nội bà nội chơi qua. Nhà của mình thì nhà của hai đứa thì ở nằm chung cặp bến Xe chỗ nào là hiện giới là xuống là kiểm tra luôn.
Là hàng chân luôn à? Mà coi hai người nào đó rồi cô chú chị ba quýnh con gái nha. Ba cầm cây roi đã quất vào cái quan tài con mình. Con ơi, thôi đừng khóc. Để gặp cái đó luôn. Cái nào để gặp cái đó. Cái ghi hình cái này thì mình ta cũng không cầm được nước mắt của chú về. Thì cũng là tội cho hai bé, tội cho mình nha. Rồi tới đây. Đây ba tiếp tục cầm cái roi quýnh vào cái quan tài của hai bé. Đừng có dứt chơi rồi, coi dứt rồi đi. Chị nằm với lên đây, hai đứa nhỏ này. Coi lấy nó coi không thầy. Em Đi lên nó chạy phải ngồi đàng hoàng chứ, chỗ này không có được đâu. Ngồi xuống. Chỗ này không có được đâu. Ngồi xuống với đàn à. Xuống. Xa lắm á. Có mấy chục cây là không có được. Hiểu là đàng hoàng nghe nó giật. Đúng không? Cái này chắc không? Nè, bây giờ nè. Hai người. Đàn tiên ra sao? Ai tiên đó? Một người lên sao? Một người lên, một người gì cái tiền bạc này, một người lên đây chịu cái hàng đó nè. Lên đây ngồi đây lúc nào. Ngồi đây chịu hàng đó.
lên thêm hai người nữa, lên đây còn cả người đó nữa, hai người nữa, mấy xe kia lên mày ơi, lên đây, 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 đi đi xe bên kia lên lên xe lên đây là biết rồi nhưng mà trực tiếp là dắt hai đứa bé đó quý cô chú chị em có lên xe ngồi luôn chuyển cái móc đi chạy 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 chưa rồi 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 đi để em đi làm nhà đi luôn em đi xe đi 16 chỗ đi 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 phút cuối cùng bắt đầu chuẩn bị đưa hai bé về nơi an nghỉ của chúng tôi. À, đây là cái trường học của hai bé đang học, đây là của chúng tôi. Có rất là nhiều các em học sinh thì đứng đón trước cổng để đón bạn mình đi ngang. À, xem được cảnh này thì chung là không ai cầm được nước mắt của chúng tôi, rất là tội luôn. Cô sắp xếp. Dạ. Dạ mình tờ TV. Mình tờ TV à? Dạ dạ, mình tờ TV á. Rất là tội của chương trình. Đây là các thầy cô à, sắp xếp. Đây cái hàng hai bé thì cũng vừa tới rồi cô chương trình. Đây là xe đầu chở quan tài hai bé đến trường học để các bạn đưa tiễn. Đây các cô. Cô khóc rồi, cô đứng dậy. Cô chắc cô chứng nhiệm quá. Thật tội cho bé. Xem cái cách này thì không kiểm được mất mắt của chú vậy, rất là tội. Rất là giỏi, rất là chăm.
quay cái cảnh này cái nói không lên lời của chú chị, rất tức mắt luôn. Các bạn thì đến trường học đứng đón, còn hai bé thì nằm giữa xe thế này. Bé quấy tay chào bạn của mình. Nhiều bé thì cũng rơi nước mắt của chú vậy. Thì bé học chung các trường. Nhiều bé học chung các em. Hoa hòa đã rơi nước mắt của chị cô chủ nhiệm khóc. Đây là trường tiểu học Đông Hải. Rồi thì Minh Tơ mời cô chú chị theo chân Minh Tơ tiếp tục để đi đến nơi an nghỉ của hai bé. Phía bên đường thì có rất là nhiều cô chú anh chị đi xe phải dừng lại để chia buồn một gia đình rất là đông. Bây giờ thì đã đến nơi an nghỉ của hai bé của chú chị. Một khoảng đường rất là dài. Giờ thì đã tới nơi. Trường của hai bé là chỗ kết thúc trong một cái chuyện. Cái đường đi cũng rất là khó nữa, nên mà mưa chắc cũng khó đi lắm cô chú chị. Ngọc Anh đi trước cô chú chị, đứa em thì ở phía sau. Đứa em thì cũng vô luôn rồi cô chú chị. Đứa em ở phía sau cùng. Xem cảnh này rất là xúc động cô chú chị. Nuôi con tới 10 tuổi 11 tuổi 10 tuổi
nhỏ kia thì 8 tuổi. Hai cái quyệt của hai bé thì cũng đào sẵn của chú gì xây ở phía trên luôn. Rồi lấy 8 giờ 9 phút đi. Rồi cái giờ hạ nó không có, mà đến giờ là hạ giờ nấy, nhưng mà giờ là lấy cái chín là 8 giờ 5 rồi, giờ lấy 8 giờ 9 phút đi. Vậy còn 4 phút nữa. Thì ai có canh đồng hồ của nó đó. Cái đồng hồ nào canh cho chính xác nào? Cái nhiệm vụ của con là con coi cái nào của con Ngọc Anh, cái nào của thằng Đăng Khoa. Cái này của Ngọc Anh phải không? Ngọc Anh là cái này phải không? Rồi đúng rồi đó không? Rồi đúng rồi đó, cái này của Ngọc Anh. Em đứng đây canh về, còn 3 phút nữa đó. Cái đồng gái. Sao? Không. Bên này con trai rồi, nãy số nói con trai nằm đây nè, con trai nằm bệnh. Đó con trai. Đó là cái đó là đó. Con trai nè, con trai hả? Con trai nằm đó vậy đó coi. Rồi đó đúng rồi hả? Đúng rồi. Em mà tiền gốc. Ý là nói là cho chị ở ngoài bảo vệ em luôn á. Ừ. Chị ở ngoài nè. Chị đây nè. Mà một hồi là em trước à. Cái này dưới cái này.
xe đốt qua bên bên tay mặt một xíu. Đây là đốt. Qua bên tay mặt một xíu. Rồi Chạy đi lấy rồi. Cho hai đứa bé cũng không biết gì hết, cứ tiếng chị. Chị mình, anh mình bây giờ đã đi rồi. Thôi đừng ra ngoài nước chơi nghe không con. Ừ, chơi trong nhà thôi. Nam mô lợi thu hồi tạng nam mô A Di Đà Bà Già La Điện Già Tha A Di Quy Đô Bà Tề A Di Di Đà Tắc Lâm Bà Tề A Di Di Đà Tì Ca Lâm Đế A Di Di Đà Tì Ca Lâm Đa Già Di Đầy Già Già Na Chí Ca Ta Lệ Ta Bà Lê Đâm 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 Bông Mơ Lạc Em Ta Lợi thu hồi tạng Cái này lắc đốt luôn nha. Dạ dạ dạ. Rồi rồi rồi. Rồi hai cái miếng tan mà hai cái miếng tan này qua đẩy vô cái hàng đâu. Rồi. Hay rồi rồi. Rồi rồi đem lên lại đây. Để thu hồi tăng nguyện đảm ma đảm mô đa bà già đa thầy nãy em trở ra cái nào nghe. Long qua video này thì tôi cũng một bài cảnh tỉnh cho cô chú chị, ví dụ có con cháu ở gần sông gần biển, nhà có sông có suối thì cũng nên xem bé
tôi quan tâm các bé nhiều hơn. Đây là bài học cho các phụ huynh. Người ba mẹ cũng đi làm kiếm tiền nuôi con thôi mà không ngờ đây là sự cố này, mất đi hai đứa con chung cùng một lúc. Bây giờ thỉnh dông em về. Cứ đồ mình tôi xin kính chúc cô chú em khán giả xung quanh gặp nhiều may mắn, làm nào phát tài phát bạc. Đây là một bài cảnh tỉnh cho các phụ huynh lo đi làm quên quan tâm con của mình sẽ ra sự việc như thế này. Thì mình có con có cháu thì ở gần sông gần biển gần hồ thì cố gắng để ý quan tâm con mình nhiều hơn nữa, để ra một sự cố rất là đáng thương. Rồi thì mình tôi cũng xin tạm dừng video tại đây. Thì cuối video mình tôi xin kính chúc cô chú nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài phát đạt, và hẹn lại cô chú chị xem tiếp video sau của mình tôi.